Hello, xin chào anh em. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới anh em một dòng máy câu bạo lực. Đó chính là dòng máy Ben Battle 3. Một dòng máy mà mới được ra năm 2020. Thật ra là em cũng đã lên video này một lần rồi. Nhưng một lần trước là đợt về đầu tiên của cái dòng máy này này, cho nên là cũng không được đủ size. Thì lần này về phía bên công ty đã về đầy đủ các size hơn. Thì hôm nay em quyết định là sẽ lên đầy đủ cho anh em xem. Đây, như anh trên màn hình anh em thấy là shop em lần này về là những size là 5.000 này. Em tạm gọi là phiên bản thường. 5.000 phiên bản thường, 6.000 phiên bản thường và 6.000 phiên bản HS và 8.000 bản thường. Thật ra gọi là bản thường thật ra là hơi thiên vị cho thằng bản thường. Bởi vì thật ra nó cũng giống như bản kia thôi. Nó không khác gì cả từ những công nghệ hay là từ chất liệu hay là từ những ngoại hình tay chân các kiểu, nhưng có điều nó mỗi khác là về cái màu sắc này. Anh em có thể thấy đây, bản khác nhất là màu đỏ tay đỏ đấy, và bên này là màu vàng, là em tạm gọi là màu thường, là phiên bản thường này. Nó chỉ khác nhau ở cái màu sắc, và cái quan trọng nhất mà được nhiều anh em săn đón chính là ở cái tỷ lệ chuyển động của nó. Con này tỷ lệ chuyển động của nó là 6.2, rất là nhanh. Thì ở dòng Ben này nó gọi là HS. Còn đâu như bình thường ở những dòng Shimano thì nó sẽ có ký hiệu là XG đấy, hay HG đấy, là vòng tua nhanh ấy. Nhưng mà dòng Ben này thì mỗi một dòng máy câu hay là một thương hiệu thì nó lại có một cách gọi khác nhau. Như dòng Ben này nó gọi là HS. Đấy. Thì với cái dòng máy 6.000 HS này thì được nhiều anh em săn đón nhất. Đây, như anh em thấy cái thông số của nó đây này, 6.2/1. Đây, còn tất cả những tất cả máy ở đây đều sử dụng những cái công nghệ như trên này là full metal body. Đấy. Và được khắc CNC này, công nghệ HT100 5+1 vòng bi. Và hỗ trợ đây cao su ở trên spool này. Những cái này thì rất là đơn giản. Dòng máy nào của Ben bây giờ hình như cũng đều áp dụng những cái công nghệ này rồi, cho anh em không còn lạ lẫm nữa. Thì ở đây em cũng chỉ muốn nói là tới anh em là hiện tại shop em đã về đủ size. Đúng ra là em cũng thêm cho thêm một cái phiên bản Battle 2 á. Đây là phiên bản Battle 3 nha anh em. Mới ra năm nay còn có cả bản phiên bản Battle 2 nữa. Thì tại em không có cầm máy lên đây. Nhưng mà nói sơ qua về cái sự khác biệt á, về cái phiên bản Battle 3 này và Battle 2 này. Thì em nói sơ qua một chút là về cái này thì nó tiện theo cái hình tam giác này, còn cái kia nó chấm 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 này, thì anh em đã biết vào và nó có màu vàng. Cái thứ hai là về cái phần lúm tay quay, thì ở bản này của nó là lúm tròn, còn bản Battle 2 nó sẽ là cái hình bầu dục, hay em vẫn gọi chơi là hình hột vịt lộn đấy. Đấy, cái lúm tròn này thì được nhiều anh em thích hơn. Lúm cao su, thật ra nó vào trong nó bằng kim loại, xong ở ngoài nó bọc lớp cao su nên là rất là cứng, chứ không phải là lúm cao su không. Và cái khác biệt thứ ba là ở cái phần chân này này, ở cái bản kia nó sẽ là một cái đường thẳng, nó không có chút lõm này, còn bản này thì nó sẽ có một cái lõm vào này, và em vẫn gọi cái chân này là theo hình dạng chân đuôi cá voi. Đấy, anh em nhìn này, có thể thấy tương đối giống, còn cái gì nó sẽ thẳng. Đấy, nó sơ qua về cái Battle 2 là như vậy, và đây là Battle 3. Sự khác biệt giữa Battle 2 và Battle 3. Còn bây giờ em sẽ đi vào thông số của từng chiếc. Đây là dòng 5.000 Battle thường, em cứ gọi là Battle 3 thường đi, phiên bản thường. Vòng tua 5.6 này. Để em xem cái nào có phải đây, mm đây. 5.6/1. Và sức chứa dây là 0.46 đồng 125m này. Đấy, cái chỗ mm này em phải tìm đúng cái chỗ mm, còn có nhiều chỗ thì nó sẽ đây, như bên này nó không ghi là mm đâu. Đây cũng ghi là mm này. 0.46 125m và trọng lượng là 534g. Đấy, nhẹ hơn so với phiên bản Battle 2 nha anh em nha. Tiếp theo là phiên bản Battle 3 6.000 bản thường
là 5.6 này, và sức chưa dây là 0.48 là 190 m, trọng lượng là 589 g. Đấy. Còn tất cả những công nghệ như này thì em lúc nãy em đã nói rồi, là tất cả những dòng máy ở đây từ 5.000, 6.000 bản thường hay là 6.000 HS hay là 8.000 đều sử dụng chung một cái công nghệ, những cái công nghệ đấy. Em sẽ đọc thông số trước à. Cái này thì 6.2. Cuốn dây là 0.48 được 210 m. Đấy, 589 g đấy. Anh em có thể thấy bản 6.000 thường và 6.000 HS nó cũng cùng một chung số. Có mỗi bản 8.000 là hơi khác biệt một chút. Thì thật ra cái bản này nó cũng có phiên bản 8.000 HS. Nhưng mà theo em thì với phiên bản 8.000 thì anh em không nên dùng HS, bởi vì nó sẽ cái lực tải nó quá lớn. Máy 8.000 nó nặng lề rồi, xong anh em lại dùng thêm HS nữa gì thì lúc anh em gặp cá cuốn sẽ rất nặng. Đấy, mỗi người một ý kiến, nhưng đây là nhà em cũng không có phiên bản 8.000 HS. Và lần này hình như công ty cũng không về cái phiên bản này luôn, bởi vì không được nhiều anh em mua chuộng. Thường thường anh em chỉ dùng đến 6.000 HS thôi. Đấy, 0.30 được 2 đây, đây là molo này. Để em tìm cái chỗ nào mm mới là đúng. Đây. 0.56 được 210 m này, với máy 8.000 ấy cuốn rất là nhiều. Và tỷ số chuyển động của nó chỉ là 4.7:1. Và trọng lượng là 786 g. Đấy, còn tất cả đều dùng chung một cái những cái công nghệ. Đây công nghệ đây. Em lấy con màu vàng này đi, nhìn cho nó rẽ hơn, màu đỏ nó hơi chìm. Đây, những cái công nghệ CNC này được tiện cắt bằng máy CNC, đạt tỷ lệ chuyển động đạt độ chuẩn xác rất là cao. Đấy, lúm thì sử dụng công nghệ HT100 ở đây, và là mắc draft của nó đây là 11.3 kg này. Dòng ben này thì được cái là lùi đồng cối đá rồi, ai cũng biết rồi. Và một cái điều nữa rất quan trọng là cái tiếng kêu âm thanh của những dòng máy ben, anh em nghe thì đã biết rồi. Còn đây là phần cốt của nó. Đó, cốt rất là lớn. Đây là bộ hãm nó nằm ở trong đây. Nghe tiếng kêu rất là sướng tai. Đấy, nó khác biệt bản HS thì nó khác biệt về thông số chuyển động và cái màu sắc. Đấy, thay đổi khá là nhiều từ cái tay quay này màu đỏ. Và những cái đường viền này cũng được phủ một lớp màu đỏ. Thì anh em sao lựa chọn làm sao và sử dụng cho nó phù hợp. Phải làm sao mà đúng cái mục đích sử dụng của mình. Giả sử như những anh em mà không cần tốc độ cao thì cũng không cần thiết phải sử dụng đến bản HS này đâu, bởi vì bản HS này nó sẽ mắc tiền hơn. Nên em nói thật luôn, mình dùng làm sao đúng mục đích của mình, chứ đừng thấy người ta dùng HS mà mình cũng phải dùng HS bằng được. Miễn làm sao anh em dùng phải đúng cái mục đích sử dụng của mình. Muốn máy nhẹ thì các bác cứ dùng những bản thường này cho em này, thì quay nó sẽ nhẹ hơn. Trừ khi anh em nào mà cần dùng đến cuốn cá thật nhanh thì mới dùng đến cái cuốn để lên cá thật nhanh ấy, cuốn được nhiều cước nhanh để lên cá nhanh thì anh dùng bản này. Còn nếu anh em muốn dùng nhẹ thì cũng như ở những dòng máy Shimano, em vẫn nói là những cái bản C hay là bản thường lúc nào nó cũng nhẹ hơn là những cái con mà có vòng tua nhanh. Vòng tua nhanh thì ngược lại là cái lúc mà đề ba nó sẽ là rất là nặng. Đấy. Còn đây là bản 8.000. Bản 8.000 thì dành cho những anh em là thích chơi hàng bạo lực, siêu bạo lực. Rồi, trên đây em xin giới thiệu sơ qua về bản Battle 3. Đấy, thì nhà em đã có hàng trở lại. Đợt vừa rồi là cũng một số anh em hỏi nhưng không có. Thì bây giờ đã có hàng rồi, thì anh em nào ở gần thì có thể ngay trong
chiều ngày hôm nay có thể tới để xem hàng trực tiếp và mua hàng. Còn anh em ở xa thì muốn sở hữu thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0985136786 để gọi điện trực tiếp cho em và đặt mua hàng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.